Hi, xin chào tất cả mọi người. How Hôm nay em Long Bùi lại làm một clip về MV của guitar. Thì hôm trước Long Bùi đã giới thiệu cho mọi người cái dòng MV Fitband chính hãng bên mình mới về. Thì hôm nay mình sẽ setup, mình sẽ thay một cái MV Fitband cho một cái cây đàn cho một người anh, cũng là một người nhạc công. Họ chơi đánh rất là nhiều cái dàn sân khấu lớn. Thì tiện đây mình sẵn mình quay để mình tư vấn cho anh em được biết về những cái dòng đàn, những cái dòng EQ cũng như là những cái kỹ thuật mà Long Bùi sẽ làm. Thì Long Bùi chỉ nói sơ qua để anh em ở cả nước mình có thể theo dõi được clip của em Long Bùi, để hiểu được những cái đàn của mình đang dùng và những cái EQ mình đang dùng. Chứ em Long cũng không thể nào quay tường tận mọi cái chi tiết và quá trình làm cũng như là quá trình canh chỉnh setup hết trên cây đàn để mọi người được nắm rõ. Còn ví dụ như anh em hay những người chú người bác nào cảm thấy quan tâm về cái kỹ thuật đúng những cái tiêu chuẩn mà trong cái ngành làm đàn này mà một cái người thợ như Long Bùi làm việc, thì có thể là nhắn tin bên Zalo qua số điện thoại 0987 64 66 39 của em Long Bùi để được nói về những cái vấn đề đó, để em Long Bùi có thể tư vấn cho mình, chỉ cho mình cách khắc phục nào nó hiệu quả nhất, tối đa nhất trong quá trình Long Bùi xem trong cái khả năng của Long Bùi. Tại vì ví dụ như Long Bùi cầm một cái đàn lên thì nó rất là đơn giản, cầm một cái đàn lên để biết được cái bền của nó, biết được cái khâu kỹ thuật của nó thì Long Bùi rất là đơn giản, nhưng mà qua video thì có thể là không thể nào ngắm được cần, ngắm được action, canh chỉnh được EQ cho mọi người nó được hoàn hảo, thì có thể giúp được mọi người những nào thì Long Bùi sẽ giúp. Còn ai ở gần đây á, hoặc là những cái đàn cao cấp quá thì mọi người có thể liên lạc hợp với Long Bùi đỡ gửi vào hoặc là như thế nào đó, thì tùy theo mỗi người cảm nhận về những cái clip của em Long Bùi làm đó. Thì đây là một cây classic mà một người anh, cũng là một người thầy giáo dạy đàn, một người đi đánh những cái show tiệc và những cái sự kiện lớn của thành phố Thủ Đức. Đây là cây classic Amra, đây một cây rất cao cấp hàng trăm triệu đó. Đây là cây Amra, một cây, gọi là cực kỳ cao cấp. Cái beat up của cái EQ này vẫn đang dùng được nha mọi người, nhưng mà những cái dòng beat up này họ là gọi là về cái độ lạ thì nó cũng, tại vì những cái dòng này á, dòng thương hiệu lớn cho nên họ đặt những cái bộ beat up này, nó cũng là từ một cái công ty họ sản xuất ra, nhưng mà nó độc quyền và âm thanh trên cái đàn nó vẫn đang rất là hoàn thiện, nhưng mà người anh vẫn quyết định thay cái EQ Fitman 301 chính hãng mà do bên Long Bùi về. Tại vì anh đã là người chơi rất nhiều cái EQ Fitman 301 bên Long Bùi về đã ráp cho anh, đã lên những cái dàn sân khấu lớn anh chơi nó rất tuyệt vời đó. Kể cả những cái người anh giống như Hồ Như Định hay là những cái anh nhạc công họ chơi với Long Bùi, họ làm với Long Bùi và họ hiểu được cái EQ đó. Đây là cây Abra, cây này là cây mã số series nó là CS3 CE8, một cái dòng gọi là đây hàng chính hãng của nó nha, có tem có đóng dấu rồi đàng hoàng nha mọi người. Abra đó là một dòng của Tây Ban Nha này đó, đây hàng zin nguyên ấy của nó nha. Đó một cây đàn mà gọi là nguyên zin nguyên kiện của nó. Đây là một cái bao da chính hãng của cây đàn ha. Đó, đây cũng hôm trước cũng có một người chú là nhờ mình săn cái cây này về, và chú có gửi tiền trước cho mình luôn đó, chú có gửi tiền trước cho mình luôn, nhưng mà mình báo là những cây này đấu về đi đường bay rồi nó rất là cao, cho nên lâu lâu thì có ai sắp tay về, nhưng mà hôm nay tình cờ lại là một người anh đã sử dụng cây này rồi và chờ cái EQ Fitman của Long Bùi về rất lâu, và cây này là sẽ vào 301, nhưng mà cái phần đuôi này nó đang bị dính cái đuôi này, nó dính cái đuôi của EQ này, cho nên mình sẽ cắt cái phần 301 và mình sẽ nối cái đuôi nó ra ở ngoài sau này. Đó là cái này, mình sẽ cái này là công việc nó rất là lâu để mình phải
chế cái đuôi ra, cho nên mình sẽ không có hướng dẫn cho mọi người ở ngoài sau, nhưng mà mình sẽ nói về cái kỹ thuật và cái trên cây đàn. Ví dụ cây này mà nếu như mà một người của bình thường của Việt Nam mình mà chơi ôm cái đàn lên mà hàng trăm triệu đồng mà đánh như này thì mọi người sẽ không chịu. Đó đây, đó là dây bass nó bị rung nó đá vào phím này. Đó là họ sẽ chơi và mọi người sẽ kêu cái đàn nó bị rè không chịu. Đó, ví dụ dây bass nằm này không bị rè. Nhưng cỡ cả của đó đây là dây chép này, chép mà bass là bị nhiều nhất mà nước ngoài họ chơi á. Đó nước ngoài mẹ mọi người nghe này, nước ngoài á, họ chơi á, những cái này họ canh đúng cái kỹ thuật, họ bảo là bình thường. Mà trên cái đàn này là đi theo một cái dàn phím bum bê là độ bum bê, tại khi nó đi bộ bum bê là con ngựa của nó cũng có độ bum bê này mọi người. Chứ bình thường một cây classic ngựa nó ngựa thẳng, nhưng mà họ chơi những dòng flamenco thì cái con ngựa nó cũng đi bum bê theo cái dàn phím này. Đó thì cây này thì Long Bùi cũng sẽ, khi mà Long Bùi làm MV, Long Bùi cũng sẽ xếp làn ngựa hết toàn bộ. Cây này cần đàn rất thẳng, buộc Long Bùi phải setup lại cái phần ngựa này cho anh hả. Nên sẽ nói chung là cái đàn này làm setup lại hoàn thiện hết cũng rất là lâu, cho nên Long Bùi chỉ nói đến là nói về cái MV Fitman 301 chính hãng có giá là 2.500.000 mà mình lắp cho khách ở đây đỡ vào một cái cây đàn Avra này. Một cái đàn rất cao cấp, bộ EV cũng gọi là đã là cái đàn cao cấp, là bộ EV cũng cực kỳ xịn, nhưng mà cái người chơi họ vẫn quyết định đã vào một cái EV, đó gọi là EV Fitman. Cây này là cộng 47 nha mọi người, cộng 47 đó. Đây là ngựa zin của nó luôn, là rất là tỉ mỉ đó. Cộng 47 là bằng những cây semi classic của bên mình đó, bằng những cây semi classic của bên mình hiện bây giờ đang đóng ha. Những clip mà Long Bùi làm ở đây á, thì với cái mong muốn của Long Bùi là được phục vụ cho những người chú, những người anh, những người ở trên mọi miền của Tổ quốc mình có thể xem được những clip của em Long Bùi, chia sẻ cho những người thân của mình, bạn bè của mình, những người đam mê với âm nhạc, những người đam mê với đàn để có được những cái sản phẩm tốt nhất, những cái sản phẩm chính hãng, cũng như là những cái người thợ như Long Bùi mà gọi là rạc thợ, có nghĩa là làm mọi việc trên cây đàn đỡ cho mọi người không phải bỏ tiền ra mà phải làm những thứ mà không có như ý mình, không có mong muốn mình. Cái đó là rất là quan trọng. Bây giờ ví dụ như Long Bùi lên làm hướng dẫn làm và chỉ cho mọi người những cái thao tác làm trên cây đàn để xử lý, thì chắc chắn những shop khác họ cũng vào, họ trước họ làm y như Long Bùi, họ làm nó không đúng theo cái tiêu chuẩn, không đúng theo những cái kỹ thuật làm, nhưng mà họ làm như thế thì những cái người hình dung ra, những cái người họ không, ví dụ những người họ chỉ chơi đàn họ không biết gì á, thì lại vô tình là cái tiếp cái đà như thế, là nó rất khó. Hiện tại trên thị trường bây giờ làm sửa đàn làm như nào con một tí cũng họ đăng lên như thế, rồi mọi người lại vào nhìn, nhưng mà thật sự như mình nhìn vào mình thấy những cái nó lố lăng quá, nó không có đúng với cái ngờ mọi người thì nó rất khó để đào tạo ra những người. Đa phần là copy nhau, ăn cắp nhau những cái từ những cái máy làm cho tới những cái đỡ đưa vào. Các bạn thấy một cái quy mình cắt rất là đơn giản, nó rất đơn giản, nhưng mà chế máy này máy nọ làm đỡ lên video lên hình ảnh nó cực kỳ hoài. Đây là cái EWI của cái Avra ha, mọi người nhìn rõ không? Mình quay nó hơi chói đèn chút. Rồi bây giờ em Long Bùi sẽ cái Avra đó, hàng cả hàng đây, cái dấu này, cả cây đàn rất cao cấp, nhưng mà các bạn xem đó, nếu về Việt Nam mà nếu mà Long Bùi cầm vào những cái này đều phải setup lại hết, đều phải vệ sinh lại hết, từ dàn phím cho tới tút cần. Đây mọi người nhìn nha, tí nữa Long Bùi sẽ vệ sinh cho mọi người để mọi người xem ha. Nó gọi là đặc thù trong
cái những cái vấn đề mà gọi là của làm đàn á, đặc thù trong những cái vấn đề mà của người làm đàn này. Không phải Long Bùi quay lên đây là đỡ mục đích là đỡ bán sản phẩm, mà Long Bùi quay lên đây là đỡ cho những người mà đã ở xa không có điều kiện đến tới trực tiếp bên Vitalong thì có thể xem được clip này và có thể hiểu được và có thể là đỡ cho cái hướng là cái đàn của mình nó được tốt nhất khi sử dụng bùi đèn. Long Bùi làm đó những clip có những người chú gọi điện nhắn tin cho Long Bùi hỏi về cái quy đó, tại sao chú làm ở đó, chú mua ở đó, chú về chú gắn vào âm ly, chú lại ra những cái tiếng đó, ví dụ như là cái tiếng nó yếu này, tiếng không bắt đều này, tiếng nó bị ù này, bị hú này, đó. Thì nói chung cái đó nó cũng phải qua một cái phương diện, qua cái âm ly cho mình mọi người dùng. Cái phương thức cắt thùng đặt ngựa, đặt cái con ngựa này quan trọng lắm này, ví dụ nha. Này, con ngựa này quan trọng này. Đó, có độ ba rê của nó hay không hay là vâng vâng, nói chung nó rất là nhiều mà đỡ. Mình phải gọi là phải suy nghĩ để tìm ra cách khắc phục của nó ha. Clip này có thể là sẽ nói hơi dài, nhưng mà mọi người thông cảm, phải gọi là cực kỳ thông cảm thôi. Cái này cũng rất là khó cắt, cái này cũng rất khó cắt, tại vì cái EQ này nó lắp không phải là ốc mà mình tháo ra được ha, không phải là ốc. Hơn là rất là may mắn thì được cái EQ Fitman này nó vừa khớp với cái đường ray LD này, đường ray LD của cái đàn, đường ray của cái đàn, nên nó cũng rất là tiện nha, rất là tiện. Không là nếu mà cái này mà đi không ôm vào cái EQ nữa là mình cũng chịu thua luôn. Rất khó, cái này mình phải đích thân mình làm, mình không có dám đỡ cho thợ làm. Cái này rất cao cấp, rất là hiếm quý của một cái người anh, cho nên anh cũng dặn rất là tỉ mỉ mình là cây này là phải đích thân mình làm, chứ anh không đỡ thợ làm. Cái quy này bắt mình phải giữ lại nghiêng cái quy này đó, hôm sau anh lắp vào nó có thể là vào cái cây nào nó hấp tiền hơn, cái khổ mình phá bỏ thì nó rất là đơn giản, mà bắt mình phải giữ lại nghiêng cái quy khổ lắm. Quá căng thẳng mọi người ơi, ở đây quá căng thẳng đúng không mọi người. Cái đây là những cái vấn đề này nó đòi hỏi kinh nghiệm của người thợ rất nhiều. Gọi là mới sao em? Bao nhiêu? 2.2 triệu. Mới ăn gói mì tôm. Bây giờ cũng 6 giờ tối là chiều rồi, mới ăn gói mì tôm. Chứ nếu không ăn mì tôm bây giờ cắt không nổi. Làm mai sáng đợi anh mang đi.
Chắc máy này phù hợp lắm. Còn nhiều nữa mọi người, nhiều nữa. Rồi, thôi Long Bùi sẽ 20 phút rồi, Long Bùi xin kết thúc clip ở đây để bắt đầu làm cái EV này cho nó hoàn thiện cho khách ha. Đã hướng đến mong mọi người là theo dõi những clip của Long Bùi là lắp những cái EV nó tương ứng với cây đàn của mình, và những cái EV nó đúng chất lượng và cái người họ làm nó cũng đúng đúng với quy trình. Giống như cây này Long Bùi theo mọi người thấy cắt ra cái dòng mà lỗ miệng này chỉ trong vòng khoảng tất tắc thì Long Bùi đã làm xong rồi, nhưng vấn đề canh chỉnh của nó lại là cả một cái vấn đề gian này để cho cái âm thanh nó được hay không, nó họ trên cái đài hay không. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Ai cần thì có thể liên hệ với Long Bùi qua số điện thoại 0987 646 639, hoặc là có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất đàn guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Thọ, thành phố Thủ Đức. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.